cái khô sẽ chẳng ảnh hưởng gì. Làm gì à? Ừ. Để hoa cái kìa. Hoa kia ra mà nhìn em xì xịt là hoa này nó hỏng gì nhỉ? Hoa đấy thì giữ được sao được? Có một cái chùm đấy. Chùm đấy thì khả năng là được. Mà mau di mau dít nhỉ? Ừ. Nhưng mà là ông ra đều nhau nhỉ? Cái thì ra thành quả rồi, cái thì vẫn còn chưa lở ra hoa. Nắng nhỉ? Nắng nóng quá. Tí nữa, mời công thứ hai. Đã nhiều đâu. Mày á? Ủa ra là về gì? Tiểu đi chẳng cởi được đâu rồi. Nắng lóng sợ thật. Thế em biết lặng được mấy ngày? Chẳng đi không nghe thì biết. Nắng lấy cây này đỡ dịch vậy. Thì mưa nhiều là dẹp nhiều. Chứ mưa nhiều quá lắm thì bị dẹp. Bịt. Này là chuyện bịt à? Này, này xuống hỏi thăm ông Đần. Chắc cũng sao lại với người xuống đần. Thế kể gì chẳng xuống. Có mẹ xuống lần lượt vào sông rồi chứ đủ. Đi lại. Để lắng hay gì nghe nhòa nhòa ấy nhỉ. Nhìn lại không được tỏ cho lắm.